Tại Bộ Nội vụ, Trưởng lão Hòa thượng Bùn Ma Si Ma Vong, Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào, thay mặt đoàn gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, lòng trọng của quý cơ quan. Hòa thượng cũng chia sẻ về kết quả đạt được sau thời gian thăm và làm việc cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, thống nhất đẩy mạnh công tác giáo dục Phật giáo, tăng cường trao đổi tăng sinh du học trong thời gian tới. Đây là mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước Lào đặc biệt quan tâm. Đáp lời, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa Liên minh Phật giáo Lào cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và Phật giáo hai nước là mối quan hệ truyền thống, đặc biệt và là duy nhất trong các mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Lào. Vì thế, Bộ Nội vụ sẽ tích cực hỗ trợ cho hợp tác giữa hai giáo hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và nâng lên một tầm cao mới. Cùng ngày, đoàn đến thăm và gửi lời chúc mừng năm mới, đặc biệt là dịp Tết cổ truyền Việt Nam tới lãnh đạo, cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ. Đồng thời, hy vọng Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ giúp đỡ về mặt thủ tục hành chính, tạo điều kiện để tăng sinh Lào có thể tu học ở Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cảm ơn lời chúc của đoàn và khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để các nội dung được ký kết trong bản ghi nhớ hợp tác giữa hai giáo hội được triển khai, thực hiện. Dịp này, Ban Tôn giáo gửi lời cảm ơn tới Liên minh Phật giáo Lào đã tạo điều kiện tu tập, hành đạo ổn định cho tăng ni, Phật tử Việt Nam tại Lào.